Nó dãy nó phải thả đây xong rồi. Ui giời. Vượt. Câu đấy không có túi. Ôi, mày. Đấy. Đấy. Mày. Ai đây còn bự vậy? Dậy bỏ mất. Bàn tay. Mãi được con nhỉ. Hay con vừa lấy là rô phi ấy. Con vừa ở đất đấy. Con ngồi xuống bằng đây chứ nữa. Bằng vậy thôi. Nhà nó lắm bồ câu. Tình mình đét mấy cha con thế nhỉ. Đã phát rắn. Nhập gạt chưa.
luôn. Cá to gì. Sao cho thêm con nữa. Thế nên là gặp cá hổ. Cần mình đang còn cắn. Vẫn đang nhấp nháy. Ôi. Cá to. Cắm à. Vĩnh nghe sao chạy được. Máy ở đây, bật máy ở đây. Quay chưa? Quay rồi. Thì quay nhá. Nó chạy giữa sân kìa, nó chạy giữa ao kìa. Giữa ao kìa. Bóng rồi, đi bèo phao, ngập phao, chìm phao rồi. Không ăn rồi. Là ăn lo rồi chứ, đi chợ chứ rồi. Cháu dưa đi. Cháu đấy dối cước. Đừng chịu. Ôi trời ơi. Phành bụng lên rồi mất gì? Nấu thôi, nấu thôi. Ui giời. Vượt 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 bắn cái đéo
Ui giời, con này mẹ mày chục cân. Nhưng mà căng đây rồi, căng đây rồi, cần chuối rồi. Để nguyên ở đây lấy lưới. Rửa đây. Đây. Đâu cá đâu? Mắc vào chú rồi. Đấy đầu đấy. Béo quá. Đầu vào. Đấy. Ui giời ơi. Ui giời, con vượt. Vượt. Con này phải tầm 7 cân. Đi đi đâu? Mắc cần đấy. Mắc lưới của chú ấy, mắc lưới. Mày đưa đây. Mắc cần cước của chú à, giữa đuôi à. Mày giữa cước anh cần nhá. Để trường xuống cơ. Em cứ mang lên đi. Mắc vào cước rồi cần kia. Bỏ cần kia. Dắt cần kia lên. Cần thiết đầu kia, mắc vào cần thiết đầu kia rồi. Cần kia. Có nhỉ. Ăn nặng. Lôi đi. Ôi để anh vào. Mấy con này. Ui giời, con này mẹ. Em không muốn cầm. Em không mất vào tay đấy. Ở môi này đánh không được cái gì. Tôi quay thì tôi đang lên cho sớm ông một cái tin ông đến thôi. Có lúc nào ông cũng bảo các ông đến này. Ui giời đây. Đây. Cá đây. Quay nhớ quay mặt em. Có mặt em. Đây. Ông gỡ cần của bác ra này. Ông sao này. Đúng rồi, con vượt. Được chưa? Rồi, con vượt này, con vượt phải say mai mới tỉnh được. Từ em đi ra, nó tắm đau quá. Trước đây, trường đây. Cần thủ đây. Cần thủ. Con này mấy cân? Gỡ cần. 6-7 cân. Gỡ cần quá cái này. Con này 8 cân. 8 cân nhá. Con này to vào. Đây, nó vào từ lưới, luồn từ lưới ra. Nhưng mà cái này nó hơi lâu, con này phải lâu lắm rồi nhỉ. Ừ. Anh sợ nó nhảy bên này sang rồi. 3 năm rồi. Con này chắc chắn là nhà chức tát ao nhưng mà không tát được nó. Không tát được. Giống là này may giờ đi. Cái này móc vào sợ nào lại không. Đấy cho thù đó. Đấy, nó móc vào lưng nó kìa, móc vào vây đuôi ấy. Con này phải lồi to lắm. Rồi. Đi. Em quay cho. Nay hỏng mất cái máy. Rồi, đừng dám mà cướp nhá. Cứ đi. Rồi. Rồi mất. Ủa, có hiểu mùi đấy, đóng là cũng vượt kìa. Cân thủ ta. Chục cân nhé. Một cân đâu? 5 cân, cái hướng. Ủa, 5 hướng rồi. Con này mấy anh em mình ăn cả không hết. Ủa, hết rồi. Thế là không biết anh hết. Dã man. Sướng nhỉ. Mẹ một sông một câu con này phê nhỉ. Xe con cú lên. Thôi cái này thu cần nấu ấy cần câu làm gì nữa. Thôi nha, thu hết cần đi. Bên cái này bên ngang đang không chú. Ờ đúng là đầu tiên trong cuộc đời mình câu con như này đấy. Không bé nữa, bé bây giờ cho câu con này đâu. Được đánh đấy. Vậy con mẹ mà nó định đập rồi. À, chụp anh một kiểu này, anh đang 300. Đây, cầm lên. Đây cái gai này mới cắm một tay thì chắc đứng cầm mất tay luôn đấy. Móc mang móc vào mang kia. Đây móc mang cho cầm bụng cầm bụng đấy. Đứt của tay ra dậy rồi, 7 giờ đừng cầm chắc tay vào, đừng sợ, càng sợ là càng dậy. Đây cắt cho nó cái gai và chảy máu tay con. Nè, quay vào mặt đấy. Quay ngang này á. Đứt này. Đấy, mồi anh em có mồi qua trứng ấy, tần là tính các con này mồi thêm trứng vào này nên vượt nhá, mồi tanh câu sông rất là tốt nhá. Anh em đợi em giờ vào trưa nắng này vào thịt cá rồi về quá, nào đầu tiên câu cá to vậy và nằm thịt á. Anh em đợi em chút nhá. Vỡ toi của máy rồi, vừa kéo bàn tay vào đấy quá.
đúng là cái loại máy cối này nó không an toàn lắm, em vừa gảy nãy phát vỡ luôn. May có mấy anh em hỗ trợ mới kéo cái cá này vào, không chắc là cũng tòi. Ý quá. Tối về này mua ngay cái loại máy của T-Bin mới được. Tắc hạ ngàm này. Giật thì phát vỡ cả máy. Vỡ máy á? Ừ, vỡ. Gãy gãy nãy quả đảo lấy gãy luôn. Lưỡi. Lấy đồ gì lưỡi gì. Ừ, bóng bóng nó kéo chạy mà. Mình chỉ nghĩ con vừa vừa ấy, lấy con. Sợ thật đấy. À, kích khủng. À, chị hôm nay nhà có dỗ nên là đang bảo nhà con này. Xoắn hết cả. Không nhỗ nhà nhà mình nhỗ rồi, lại trốn. Đam mê là thích yêu cá là bỏ hết mọi việc lại. Lưỡi cá máy vỡ. Về lại xin tiền vợ mua máy mới. Mỗi lần xin là một lần chửi. Mùi chua anh em ơi. Mùi chua nhá. Câu cá sông rất là phê. Con nhây. Hả? Chú Anh Nhí. Ủa thế là con này được lên TV rồi đấy. Đâu mẹ, con này được lên TV rồi này. Máy trên nhà. Lên lấy chua vịt. Đây rồi, chú như này, chú này, chú như này. Nó dài này. Nó dài to nhỉ. Hả? Được không? Vào cái nam cá đi. Đây mấy anh lắp ống nước kia ở lại. Đủ. Được chưa? Con đéo nắm thằng cầm một cái. Một cái. Cái này cái này. Ông bị mẹ. Bỏ xuống. Con nó móc rồi nó bóp nó múc rồi. Sợ thế. Không mua. Một cái này ăn lẩu ăn lẩu. Vợ tao gì chân bay cú. Gửi đó. Vợ bỏ ông rồi. Đây cú rồi. Tối qua bảo đi mẹ về về thay quả môi mới cho bóp bóp phải thêm trứng vào. Nhưng mà anh về cú rồi. Cúng đâu. Hôm nay tiếc quá quả máy máy mới chưa về không thì mẹ mày có máy kia xuống. Chú cả mắt. Chú phi chắc là chú ơi. Chú tươi rạng rỡ đấy. Cầm luôn. Ok. Cầm mấy đồ phi nào. Ý chụp em kiểu nhá. Đồ phi này này. Cầm đi, cầm cá đi. Cầm cá đi, anh chụp cho. Chụp cá đi, anh chụp cho. Thu cần lấy đi. Để cứ để. Còn mũ kỹ thuật chủ con cá nào. Đây. Mỗi thằng một kiểu ảnh. Ủa. Cái con này sao? Mấy con này không chụp à? Con này thả đi. Đó, không biết con này chụp không? Mấy con này thả đi. Đúng chưa nào? Để tối... Cái này đang câu lên vặn mồm vặn miệng nó còn thả. Đời cháu ơi, câu con như này đâu. Ủa. Nằm yên em nhé. Nằm yên em nhé. Tí anh sẽ xử lý em. Đúng ngồi từ sáng kìa. Ngồi đáp mãi nó cắn mà nó cắn rất là vớ vẩn nhá, kiểu nó động động như cá con ấy. Em tưởng đôi khi con nó giật phát động mẹo rồi, sướng thật. Mồm ấy. Hợp rồi. Chứ sáng mới